Anh này của mình làm á là chuyên về đam mê và khám phá những cái bài mồi mới. Đó, mình là một người rất thích làm mồi và rất thích khám phá những cái bài mồi mới do tự mình chế sáng tác ra, và mình đi câu thử, mình thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ lên cho các bạn xem. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cách trộn nó rất là đơn giản. Các bạn câu cá ở mà cái hồ tự nhiên á, các bạn trộn với lại cánh chim D1 và khoai lang ủ chua. Đó, các bạn nên nhớ là cái mùa này chúng ta có mồi ủ càng chua thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là cao nha các bạn. Đam mê của cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Thì đây là cái mồi câu cá trôi chép chấm mồi ngũ cốc nha các bạn. Đó. Mình mới vừa xay nhuyễn nó ra vừa xong. Và bây giờ mình sẽ đóng gói lại và sẽ giao cho các bạn những cần thủ câu cá nha các bạn. Đây, mình sẽ bỏ vô trong cái bịch này. Đây, một bịch như vậy là có 2 kg mồi nha các bạn. Đây. Và 1 ký mồi như thế này sẽ có giá là từ 70 đến 80k. Đó. Và nếu các bạn mua 1 ký sẽ là 80.000. Và các bạn mua 2 kg là 150.000 đó. Còn về cái tiền ship là 1 ký là ship khoảng 30.000, còn 2 ký khoảng ở chừng 40 mấy ngàn đó nha các bạn. Các bạn có ai thích cái sản phẩm này thì liên hệ với mình nha. Mồi ngũ cốc 6 thành phần rang thơm khét nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng mới vừa đi làm về xong. Đó. Mình mới vừa xay nhuyễn ra rồi. Và để kịp cái chuyến hàng để gửi cho các bạn. Mồi của ta rất là đẹp nha các bạn. 2 ký. Nói chung lại là cái thời buổi bây giờ câu cá rất là khó luôn các bạn nè. Đó. Mình cố gắng chế tác và làm những cái bài mồi mới. Bài mồi mà mình sẽ đi test thử. Xem thử coi nó có đạt được cái hiệu quả không. Rồi để mà mình thấy nó có hiệu quả thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn còn cái mồi ngũ cốc này là do các bạn đặt. Mình làm nha các bạn. Mình làm rồi mình gửi cho các bạn. Vậy thôi. Thì những bạn không có thời gian làm á thì các bạn đặt mồi với mình thì mình làm mình gửi cho các bạn, đơn giản như vậy thôi. Thì tối ngày hôm nay cũng không có gì nhiều thì mình quay cho các bạn xem cái mồi ngũ cốc này cho các bạn xem thôi. Bạn ai mà thích cái sản phẩm này thì cứ liên hệ với mình
hoặc là để lại họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Mình sẽ xem bình luận, mình sẽ gửi hàng cho các bạn, mình sẽ trả lời comment. Là ok là mình đã chuẩn bị gửi hàng cho các bạn nha các bạn. Thì mình có gửi hàng cho một anh ở ngoài Bắc. Đó, anh ấy câu ở hồ dịch vụ các bạn. Mà anh ấy nói là cái mồi ở ở ảnh á là câu cái nó chậm ăn và lên toàn cá nhỏ không à. Anh ấy đã đặt cho bên mình là 5 kg mồi ngũ cốc về anh ấy câu thử. Ngày đầu tiên anh ấy câu lên được 3 con chép trên 3 kg và một con rô trên 3 kg. Đó, rất là đã luôn các bạn à. Mà trong khi đó cái mồi ảnh mua ở tại hồ á thì câu lại kém hiệu quả. Mà khi mà anh ấy lại lấy mồi bên mình câu á thì lên được cá rất là to nha các bạn. Đó. Rồi. Ok. Mồi chúng ta nó đã xong rồi các bạn à. Nói chung lại là cũng không có nhiều. Bịch về là 2 kg. Hai bịch là 4 kg. Ở đây khoảng nửa ký các bạn à. Tại vì bịch to đầy như thế này là 5 kg hay là 2 kg. Đó, nếu bịch như vậy là mùi là như vậy là khoảng khoảng chừng nửa ký các bạn. Đó. Cách trộn nó rất là đơn giản. Các bạn câu cá ở mà cái hồ tự nhiên á. Các bạn trộn với lại cám chim D1 và khoai lang ủ chua. Đó. Các bạn nên nhớ là cái mùa này chúng ta có mùi ủ càng chua thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là cao nha các bạn. Hãy nên nhớ nha. Mình đã thử câu ở cái hồ tự nhiên rồi á, hồ mà cá mà nó nhát và nó kén ăn á, mình đã câu thử rồi. Còn một cái mồi chua rất là ok nha các bạn. Đó. Thì cái những gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Đó. Để cho các bạn tham khảo nha các bạn. Các bạn thích thì các bạn like, không thích thì các bạn có thể bỏ qua. Đó, hoặc là dislike tùy ý các bạn. Tại vì cái kênh này của mình làm á là chuyên về đam mê và khám phá những cái bài mồi mới. Đó, mình là một người rất thích làm mồi và rất thích khám phá những cái bài mồi mới do tự mình sẽ sáng tác ra và mình đi câu thử, mình thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ lên cho các bạn xem. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì cái bài mồi này là mình mồi cốc này là mình thích nhất đó trong những các bài mồi. Mặc dù có bữa mình bể đầu không có một cái gì nhưng mình vẫn thích bài mồi này hơn, tại vì nó các con ít phá hơn và độ hiệu quả nó cao hơn và lên được nhiều cá hơn, lên được nhiều người cá mình thích hơn hơn là những cái bài mồi mà mua cám D1, D2 về trộn ở công ty. Cái đó, những cái thành phần cám đó chỉ dành riêng cho mình kết hợp vô chung cái này thôi. Đó nha các bạn. Thì các bạn có thể cho mồi ủ chua vô, ngô mầm, thóc mầm, đó, cho vô, đậu nành rang vô, cám chim, cám gà con, D1 vô, D2 hoặc D3 vô, tùy ý. Và nên nhớ, các bạn phải câu mồi ủ chua nha. Nó mới đạt được cái hiệu quả cao nhất để chúng ta câu những con cá to ở những cái hồ lâu năm, những cái hồ nhát ăn và những cái hồ kén mồi nha các bạn. Nó cho chúng ta một cái hiệu quả rất là cao nha các bạn. Rồi ok, thì ngày hôm nay mình chỉ có bao nhiêu này để mình chia sẻ cho các bạn xem thôi. Các bạn xem video, các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem để giúp kênh của mình càng ngày càng phát triển nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.